sổ. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we'll be landing shortly. Come in, crew. This is the final landing. Thank you. Right. Tray table in front of you is secure and the window shade is open. Thank you. 저희 비행기는 곧 착륙합니다. 안전벨트가 채워져 있는지 확인해 주시고 좌석 등받이와 좌석앞 테이블을 원위치해 주신 후 창문 덮개를 열어주시기 바랍니다. 감사합니다. Máy bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kim He, thành phố Busan. Bây giờ là 6 giờ 20 phút sáng giờ địa phương. Nhiệt độ bên ngoài là 3 độ C. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Một lần nữa, quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng FM và các thiết bị điện tử xách tay cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Khi mở ngăn hành lý, quý khách lưu ý tránh làm rơi và bỏ quên các hành lý bên trong. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh Hàng không SkyTeam, liên danh với hãng hàng không Hàn Quốc, cơ trưởng Nguyễn Nam Chi, tiếp viên trưởng Lê Thanh Tú và phi hành đoàn, xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam và ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Kim He International Airport, Busan. It is now 6:25 a.m. local time. The outside temperature is 3 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the fastened seatbelt sign has been turned off. Once again, may we remind you that for safety reasons, the use of mobile phones, FM receivers is forbidden until this occasion. When opening the overhead lockers, please take care to ensure the contents do not fall out. We hope you have enjoyed the flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance,
co-chair with Korean Air, Captain Nguyễn Nam Chi, Purser Lê Thanh Tú, and all crew members would like to say goodbye to you. We look forward to meeting you again soon. Thank you and goodbye. 손님 여러분, 저희 비행기는 방금 부산시 김해국제공항에 도착하였습니다. 지금 이곳 시각은 오전 6시 25분이며 현재 외부 온도는 영상 3도입니다. 비행기가 완전히 멈춘 후 좌석벨트 사인이 꺼질 때까지 자리에 앉아 안전벨트를 매주십시오. 안전을 위해 비행기에서 내리실 때까지 휴대전화나 라디오의 사용을 금해주시기 바랍니다. 선반을 여실 때는 안에 있는 물건이 떨어지지 않도록 조심해 주시기 바랍니다. 저희 함께한 비행이 즐거우셨기를 바라며 대한항공과 공동 운항하는 스카이팀 현사 베트남 항공을 대신하여 위엔남치 기장, 나탄투 사무장 그리고 객실 승무원들은 손님 여러분